Hai phu thê lâm hoa không biết tung tích của Giang Phi, cho nên bổn Khâm Sai đại nhân quyết định tiếp tục giả vờ lấy độc trị độc, giả chết để Giang Phi cho rằng tận dụng thời cơ ra mặt ép Ngô đại nhân giao ra hai đứa trẻ cuối cùng trong làng này. Chuyện sau đó ông cũng biết rồi. Thì ra Khâm Sai đại nhân âm thầm ra lệnh cho hai thuộc hạ của đại nhân, lệnh cho hạ quan tương kế tự kế giao hai đứa trẻ cuối cùng. Sau đó Khâm Sai đại nhân âm thầm dẫn binh theo dõi để tiện cho việc tìm ra chỗ ẩn náu của Giang Phi. Thôi được rồi, được rồi, bây giờ nói rõ đầu đuôi sự việc rồi. Lâm Hoa, Lâm Hoàng Thị, hai người đứng lên đi, đứng lên ha. Hai người nghe đây, bổn Khâm Sai đại nhân đợi khi kết án phán xử sẽ đưa ra xử phạt công bằng đối với phu thê của ngươi. Tạ Khâm Sai đại nhân. Đứng lên, đứng lên. Đại nhân, là thuốc độc của tôi đã độc căm phu nhân, phu nhân chịu khổ rồi. Đây là thuốc giải. Sau khi phu nhân uống thuốc giải rồi sẽ nói được trả lại nhanh thôi. Làm phiền Lâm đại phu rồi. Đây là thảo dân muốn chuộc tội. Còn về đứa trẻ, xin đại nhân và phu nhân bớt đau buồn. Hai người cũng bớt đau buồn. Ê, khoan. Các vị, thiệt là ngại quá. Là bởi vì nhiều việc quá rồi nên cũng quên mất. Trong danh sách bán trẻ con của bọn xấu xa đó, hai tên đứng đầu dòng hết chính là tên của hai đứa con nhà các người, Ngô Thanh Văn và Lâm Lương. Hàng quan tưởng rằng con của chúng tôi đã bị hạ độc thủ rồi. Thật không ngờ, thật không ngờ nó vẫn còn sống. Đúng vậy. Tin rằng không lâu nữa các ngươi có thể đoàn tụ với con của mình rồi ha. Đã tạ Khâm Sai đại nhân. Tên Lâm Hoa đã chết này, ta phải hắn trà trộn vào Nguyễn Nha làm nội gián, nhưng không ngờ hắn lại phản chiến bán đứng ta. Không những đưa thuốc giả cho quan phủ, còn phối hợp với quan phủ cung cấp tin tức giả, gạt ta nói Khâm Sai chết vì bị trúng độc, báo hại ta, vội vàng ra tay bại lộ hình tung, kế hoạch trả thù sắp thành lại bị phá. Đáng ghét. Nhị đệ, nếu như đệ không trở về cứu ta kịp thời thì hiện giờ hai ta đều đang bị nhốt trong đại lao hết rồi. Nếu chúng ta đã được an toàn rồi thì phải giữ đúng lời hứa, trả hai đứa trẻ này về huyện nha. Trả chúng về? Nhị đệ, đến cả chỗ ẩn náu cuối cùng của chúng ta cũng bị quan phủ vây bắt rồi, bọn chúng nhất định không tha cho chúng ta đâu. Bây giờ hai đứa này là bộ hộ mệnh của hai chúng ta đó. Được rồi, vậy thì làm theo đại ca. Có hai đứa trẻ này ở trong tay, quan phủ cũng sẽ kiên dè hơn, tuyệt đối không dám tùy tiện xuất binh tới vây bắt chúng ta. Chúng ta tìm một chỗ giấu chúng trước đã, đợi đến đêm rồi chúng ta lén về làng Ngô Đồng đến tìm hai nhà Ngô Lâm. Ta phải cho bọn chúng biết bán đứng ta sẽ có hậu quả gì. Đại ca, quan phủ nhất định có bố trí nghiêm ngặt hết rồi, để phòng chúng ta quay trở lại. Chỉ hai tên thuộc hạ võ công cao cường của Khâm Sai thôi, chúng ta đã không phải là đối thủ của họ rồi. Cộng thêm vợ chồng Lâm Hoa nữa, lại là cao thủ dùng độc của Đường Môn. Để cảm thấy huynh đi như vậy rất nguy hiểm, hay là lấy tịnh chế động, không đi thì tốt hơn. Nếu như đại sợ chết thì đừng đi. Cho dù ta đi một mình liều luôn cái mạng này, cũng nhất định phải trả thù cho vợ con của ta. Đại ca, đừng nói lời tức giận. Đánh địch phải huynh đệ đồng tâm, cho dù lên núi xuống biển đệ cũng sẽ với huynh cùng tiến cùng lùi. Huynh bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ chúng ta tùy tiện trở về chỉ tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Nếu chúng ta có chuyện gì thì sẽ không còn ai ra mặt đòi lại sự công bằng cho đại tẩu và tiểu bảo nữa. Ở Ngũ Phong Lâm này bí ẩn hẻo lánh, đây là nơi đệ nghỉ ngơi luyện công. Mỗi khi hành tẩu giang hồ mệt rồi, chỗ này tuyệt đối an toàn. Chúng ta tạm thời ở lại đây trước đã, còn chuyện báo thù chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ hơn, được không? Hãy báo Khâm Sai đại nhân, tri chức dựa theo danh sách buôn bán trẻ con đã đến mấy huyện thành gần đây truy tra tung tích, nhưng thuộc hạ không tìm được gì. Như bộ đầu, cứ thật khiến bộ Khâm Sai đại nhân thất vọng hả? Cứ đi hết một ngày một đêm rồi nhưng vẫn không tìm được tung tích của đứa trẻ nào hết.
Ngươi bảo bổn không sai đại nhân, làm sao mà ăn nói với những người làm cha làm mẹ đang đợi đoàn tụ với chúng đây hả? Tiền chức vô dụng, xin không sai đại nhân trách phạt. Xin không sai đại nhân bớt giận. Chuyện này rất kỳ lạ, hay là chúng ta nghe Dương Bổ Đầu nói rõ đầu đuôi rồi mới định đoạt đi. Tiền chức dựa theo danh sách người mua đến đó điều tra, nhưng không ngờ nơi ở của người mua toàn bộ đều là giả, không hề tồn tại, cũng chưa từng nghe qua tên Quách Phương này. Họ tên của người mua cũng đều là giả hết, vậy những đứa trẻ bị bán đâu hết rồi? Không thể biến mất vô căn cứ được. Giang Phi rắp tâm bày mua hết nửa năm nay, quay trở lại là Ngô Đồng với tên Quách Phương, mở một quán trọ, tiến hành kế hoạch trả thù. Những nơi khác không ai nghe qua tên Quách Phương này cũng rất là hợp lý. Còn những người mua đó, vì muốn tránh sự điều tra của quan phủ, chắc chúng cũng sử dụng tên giả thôi. Họ tên người mua cũng đều là giả, vậy chẳng phải manh mối là bị đứt hay sao? Vậy thì chưa đứt. Cũng như khâm sai đại nhân ngài đã nói, những đứa trẻ bị bán đi tuyệt đối không thể biến mất vô căn cứ được. Đúng đó, chỉ cần so sánh danh sách số người của quan phủ Nguyễn Nha các nơi, điều tra trong nửa năm có nhà nào đột nhiên có thêm trẻ con, chỉ cần tra được có một đứa tới từ làng Ngô Đồng, lần theo đó mà điều tra, chắc chắn có thể tìm ra người trung gian buôn bán trẻ con, và chúng ta sẽ tìm được tung tích của những đứa trẻ còn lại rồi. Người nghe rõ chưa? Còn không điều tra đây. À, quan tuân lệnh. Đi, đi trước cáo từ. Phu quân. Dân nương. Phu quân, nàng đã nói lại được rồi. Cũng nhờ có thuốc giải của Lâm đại phu, nhờ cổ họng của thiếp đã khỏi rồi. Bây giờ trời cũng đã tối, Ngọc Đình và Tiểu Quy được trả về chưa? Thật ra ta cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi. Giang Phi một lòng vì muốn trả thù cho vợ con của hắn, làm sao chịu giữ lời thả hai đứa trẻ về chứ? Dương Bổ Đầu cũng không tìm được tung tích của bất kỳ đứa trẻ nào bị bán đi. Sao lại không tìm được chứ? Trong danh sách người mua của bọn Quách Phương này đều là tên giả. Vậy chẳng phải không có tung tích của con chúng ta rồi? Ta đã làm theo lời căn dặn của Khâm Sai đại nhân, lấy danh nghĩa của Khâm Sai đại nhân gửi công văn đến các gia quyện nhờ họ phối hợp đi tìm tung tích của bọn trẻ. Tuy phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng muốn tìm lại bọn trẻ chắc không phải là vấn đề. Giờ điều nguy hiểm nhất chính là Ngọc Đình và Tiểu Ngọc hiện vẫn còn ở trong tay của bọn chúng. Đúng rồi, khoảng thời gian nàng bị chúng bắt giam, nàng có từng nghe bọn chúng nhắc đến những chỗ nào ẩn thân khác hay không? Sao bọn chúng chịu nói cho thiếp biết những chuyện này? Thiếp nhớ ra rồi. Có một lần thiếp vô tình nghe thấy một người tên Nhị Gia có nhắc với thuộc hạ mình Ngũ Phong Lâm. Có khi nào bọn chúng dẫn Tiểu Quy và Ngọc Đình trốn trong Ngũ Phong Lâm không? Ngũ Phong Lâm à. Hả? Lâm đại phu. Không sao đại nhân. Lâm đại phu, sao người thức sớm vậy hả? Cổ họng của Quyền Linh phu nhân là bị thuốc của Thâu Dân độc câm. Ồ, Thảo Dân hy vọng sớm ngày chữa khỏi cho Quyền Linh phu nhân. Có vậy Thảo Dân để ý nấy phần nào. À trời, sau khi uống thuốc giải của ngươi rồi, tối hôm qua bà ấy có thể mở miệng để nói chuyện. Ê, cha, giọng nói cũng rất là trong, nghe cũng hay hay. Chúng ta cùng nhau đến đó chẩn đoán, xác định hoàn toàn khỏi rồi cũng yên tâm hơn hả? Đây. Dạ, mời Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai đại nhân. Không ai rồi Khâm Sai đại nhân. Phụ quân tôi nửa đêm không nói câu nào, đi đến Ngũ Phong Lâm từ Tiểu Quy và Ngọc Đình rồi. Nè, đây là thư ông ấy viết cho ngài đó. Khải bẩm Khâm Sai đại nhân, hơn nửa năm nay phạm quan thẹn với bổn phận hại bá tánh ở trong làng, phải chịu nỗi khổ cương thi gây loạn, cốt nhục phân ly. Phạm quan có trách nhiệm đi tìm mỗi một đứa trẻ trở về. Vợ phạm quan nhắc đến Ngũ Phong Lâm, chắc là có sào huyệt của bọn chúng. Phạm quan sẽ đến đó giải cứu Ngọc Đình và Tiểu Quy thoát khỏi tay của bọn chúng.
Phạm Hoàng dẫn chúng mạo hiểm đến đó hỗ trợ điều tra. Nếu không thể cứu chúng bình an trở về nhà, Phạm Hoàng cũng không còn mặt mũi sống để trở về. Ta đưa thuốc độc cho Giang Phi, làm hại bà con trong làng, tội nghiệp quá nặng. Ngô đại nhân giờ đã đến Ngũ Phong Lâm cứu Ngọc Đình và Tiểu Quy rồi, ta đâu thể ngồi đây không làm gì hết. Chúng ta và Giang Phi từng là bạn thâm giao, nhưng y luôn trách lương nhi của chúng ta thấy chết không cứu. Bây giờ chúng ta lại nói ra sự thật, đưa ra thuốc giải, giúp quan phủ tìm được xào quyệt của y. Nếu y thấy chàng rồi, chỉ sợ y sẽ giết chàng mất. Ta biết. Nếu như có thể lấy mạng đền mạng, hóa giải thù hận trong lòng của Giang Phi, đồng ý thả Ngọc Đình và Tiểu Quy, ta chết cũng không sao. A Hoa, Thái Hà, nếu ta có mệnh hệ gì, sau khi con chúng ta bình an trở về, nàng nói với nó, người cha này đã trả nợ chuộc tội giùm nó rồi. A Hoa, chàng hãy yên tâm, đi chuộc tội với tất cả khả năng mình có thể, ông trời sẽ phù hộ chàng bình an trở về. Nếu như trời không theo ý nguyện, chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn nên người. Thiếp chắc chắn sẽ dạy dỗ nó trở thành một nam tử hán dám làm dám chịu như cha của nó. Thái Hà, Thái Hà không muốn rời xa nàng. À Hoa, thiếp sẽ đợi chàng về. À Hoa, được rồi, đi, ta theo người đến đó xem sao. Được, mời. Đây. Của Lâm Trương là đại phu giỏi nhất của làng đó. Nếu cha cậu ấy ở đây thì tốt rồi. Thanh Văn à, các con đừng lo, thúc thúc cũng biết một chút y thuật. Lương nhi chỉ bị phong hàn mà thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi thôi mà. Thúc thúc, tụi con đều rất nhớ cha mẹ, còn phải đợi bao lâu thúc mới thả tụi con về? Dạ phải, khi nào thì thúc thả tụi con về? Con nhớ cha mẹ con lắm. Cũng sắp rồi, chỉ cần các con ngoan ngoãn sẽ được về gặp cha mẹ của các con nhanh thôi. Hả? Rồi, các con đỡ Lương Nhi nằm xuống nghỉ đi, chịu không? Dạ chịu. Đi, Lâm Đương, ngủ thôi. Ba chiều ngươi. Đi, cẩn thận nha. Người nhớ chăm sóc chúng kỹ một chút, nếu có gì lập tức nói ta biết. Nhưng mà phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để đại gia phát hiện bọn trẻ đang ở đây. Xin nhìn gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bọn trẻ kỹ càng. Cẩn thận đó. Đại ca. Nói, thật ra chuyện này là sao? Đại ca, là tiểu đệ không đúng, đệ không nên giấu huynh chuyện này. Tất cả những đứa trẻ bị bán đi, thật ra đều là do đệ mua lại hết, sắp xếp chúng ở nơi này. Được lắm, vị đệ tốt của ta, thì ra trước giờ đệ luôn âm thầm chống đối ta, phá hỏng kế hoạch trả thù cho vợ con của ta. Đệ tuyệt đối không có ý chống đối với huynh mà. Đệ còn nói không là sao? Thành Văn, Lương Nhi, vừa rồi đệ gọi tên chúng thân mật quá ha. Ngô Thanh Văn chết tiệt đó, nó là hung thủ đã đẩy Tiểu Bảo xuống sông chết đuối. Còn thằng Lâm Lương đáng hận đó nữa, thấy chết không cứu, nó không chịu cứu lấy nghĩa huynh đệ Tiểu Bảo của nó. Nếu không phải đệ khuyên ta,
chỉ trả thù không giết người. Ta đã băm chúng ra thành trăm mảnh từ lâu rồi. Đại ca, bọn chúng chỉ là trẻ con mà. Bởi vì lỗi lầm của mình, sống xa cha mẹ hơn nửa năm trời, chúng đã chịu phải sự trừng phạt rồi. Ta thật không ngờ, đệ chỉ biết đối giúp cho kẻ thù mà thôi. Đệ không hề nghĩ đến trả thù cho đại tẩu và cháu của đệ hay sao? Đại ca, huynh thật sự đã hiểu lầm đệ rồi. Khi đệ biết đại tẩu đệ và đứa cháu đệ thương nhất bị mất mạng, đệ lập tức bỏ hết tất cả đến tìm vợ chồng Lâm Hoa trả thù. Suýt chút nữa đệ đã ra tay giết họ rồi. Nhưng khi đệ nghe xong vợ chồng họ giải thích thì mới biết đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Đại tẩu và tiểu bảo đã bất hạnh mất mạng rồi, đâu thể vì lỗi lầm vô tình này mà bắt hai đứa trẻ mất mạng nữa hả đại ca? Cho dù là lỗi lầm vô tình, vợ con ta cũng không thể chết một cách oan uổng như vậy. Nếu đệ không nghĩ đến tình huynh đệ phản bội ta, thì ta cũng không cần giữ lời hứa không giết người làm gì. Bây giờ ta đi giết chúng, trả thù cho vợ con của ta. Đại ca, đại ca, đại ca, đại tẩu và tiểu bảo là người hiền lành lương thiện, họ ở trên trời có linh thiêng, tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy huynh vì trả thù cho họ và gây ra quả sát thân cho mình như vậy. Nếu huynh làm như vậy, họ sẽ càng thêm đau lòng mà thôi. Chính bởi vì đệ lo lắng cho đại ca, đệ phải phạm tội giết người không thể cứu vãn được, nên mới vội vàng đến xin đại ca đồng ý chỉ trả thù chứ tuyệt đối không giết người. Đệ đã âm thầm bán hết tất cả của cải, rồi lén lút mua lại bọn trẻ sắp xếp ở nơi này, cũng chỉ có một mục đích, chính là đệ đang đợi, đợi một ngày nào đó huynh nguôi giận đồng ý thôi trả thù. Đến lúc đó đệ sẽ thả hết tất cả bọn chúng về nhà một cách bình an, giảm bớt tội nghiệp mà đại ca đã gây ra vì trả thù, chấm dứt mối thù oán này, để đại tẩu và tiểu bảo được yên nghỉ dưới suối vàng mà đại ca. Nhi đệ, ta nghĩ tình để có nỗi khổ tâm này, đại ca có thể không giết chúng, nhưng mối thù của đại tẩu và cháu của đệ nhất định phải trả. Ta phải bán hết tất cả những trẻ con đang có trong tay. Được, chỉ cần đại ca giữ lời hứa không giết người, đệ chắc chắn sẽ phối hợp, tuyệt đối không dám lừa dối huynh nữa. Được, đứng lên đi. Nhị đệ, mau cho người áp giải hai đứa trẻ đến đây tập hợp. Chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi tìm người mua. Dạ, bây giờ để cho người áp giải bọn trẻ đó đến đây nghe. Đại nhân, đại nhân, Lâm đại, đại phu, đại nhân, Lâm đại phu, sao ngươi lại đến đây? Tôi cũng muốn chuộc tội với đại nhân vậy, có trách nhiệm cứu tất cả những đứa trẻ trở về. Bây giờ ngài có manh mối gì chưa? Tạm thời vẫn chưa, chỗ này địa thế hoang vu, không dễ tìm chút nào. Ha, hay là chúng ta đến phía trước tìm được, xem. Đi, đi đi đi, qua đó tìm thử xem. Đại nhân, nhìn kìa, qua đó xem. Đi. Nhanh lên nào, đừng để đại ca đợi lâu. Nhị gia, chuyện tới nước này, tôi sợ đại gia không giữ lời hứa, ra tay giết chết bọn trẻ. Chuyện chẳng này... lẽ chúng ta thật sự giải bọn trẻ đi giao cho đại gia sao? Ta cũng lo điều này chứ. Nhưng nếu không áp giải chúng đến đó, thì những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ gặp nạn. Trước mắt chỉ còn cách làm theo đại ca, rồi từ từ khuyên huynh ấy thả bọn trẻ đi. Chúng ta đi. Được, đi. Đại nhân, nghe lời của bọn chúng nói, trong tay chúng vẫn còn những đứa trẻ khác, hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình cấp bách, chỉ dựa vào hai ta thì không thể cứu được bọn trẻ đâu. Người mà quay về tìm viện binh, ta tiếp tục theo dõi. Dọc đường đi ta sẽ để lại ký hiệu chuyên dùng của quan phủ, nhưng bộ đầu hắn biết phân biệt thế nào. Đi đi. Dạ.
Ta lo quan phủ sẽ phái binh đuổi theo đến đây, nên đứng đây canh chừng. Thật không ngờ phản đồ vô tình vô nghĩa như ngươi lại tự giác mạng tới đây. Lâm Phi, lần gì con ta không ra tay cứu Tiểu Bảo là ta không biết dạy nó. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn xử trí ta thế nào thì tùy ngươi. Ngươi biết rõ có lỗi với ta, cầu xin ta tha thứ còn chưa kịp nữa là. Nhưng ngươi là dám đưa ra thuốc giải, giúp bọn quan phủ dùng kế bắt ta hả? Ta làm vậy vì muốn cứu những đứa trẻ vô tội, chúng không hề có thù oán gì với ngươi. Im đi. Bản thân mình còn lo chưa xong, ngươi còn nói gì làm gì hả? Ta cho ngươi biết, bọn chúng đều đáng chết. Những đứa trẻ này đều đáng chết. Ta phải giết chúng. Ta phải giết chúng. Không được. Ngươi làm vậy chỉ tạo nên càng nhiều gia đình mất đi con cái mà thôi. Hậu quả ngươi chỉ còn con đường chết. Ta không sợ. Ta nên chết theo vợ con của ta từ lâu rồi. Ta sống đến giờ cũng chỉ là vì trả thù thôi. Giang Phi đại ca, ta đập đầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi hãy niệm tình bằng hữu năm xưa mà chúng ta cùng nhau hành tẩu trên giang hồ. Tha cho bọn trẻ đi, ta lấy mạng đền mạng. Hóa giải nỗi hận thù trong lòng của ngươi, ta cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi đó. Ta xin ngươi đó. Ngươi vẫn còn nhớ chúng ta là bằng hữu của nhau à? Nhưng ngươi lại không màng đến tình nghĩa này, phản bội ta thêm lần nữa. Ngươi đáng chết từ lâu rồi. Ai phản bội ta đều đáng chết. Ai hại chết vợ con ta cũng phải đều đáng chết. Ta phải giết. Ta phải giết sạch các ngươi. Ta phải giết sạch các ngươi. Sắp đại khai sát giới rồi, bọn trẻ sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào. Ta phải nhanh chóng tìm Khâm Sa đại nhân cầu cứu. Ta không được ngã xuống vào lúc này, chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng phải tìm cứu binh để cứu tất cả bọn trẻ trở về. Đều ở đây. Tiểu Quy là một vị thúc thúc tốt bụng đã mua lại bọn ta. Thúc ấy nói sẽ nhanh chóng thả bọn ta về nhà. Có phải là thúc thúc vừa rồi đã dẫn bọn ta tới đây không? Đúng vậy, là thúc ấy. Thúc ấy trên đường đi rất tốt với bọn ta, cho nên ta cảm thấy thúc ấy là một người tốt. Đúng rồi, cái chuyện này chắc các người chưa biết. Thật ra bọn cương thi đó đều là người ta giả dạng. Những con cương thi đó đã bị vua trẻ con và Trần bắt lại lâu rồi. Bọn chúng giả dạng cương thi hạ độc là vì muốn bắt những đứa trẻ như chúng ta đem bán lấy tiền. Hả? Thật đó. Thì ra là vậy. Ai lại vua trẻ con vậy? Vua trẻ con hả? Ngài là đại anh hùng mà ta sùng bái nhất. Nhị gia, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy đại gia đâu hết, cũng không thấy để lại tờ giấy nào. Có khi nào đại gia một mình trở về làng của Đồng trả thù không? Chắc không phải đâu. Đại ca đã bình tĩnh lại rồi, sẽ không manh động vậy đâu. Nhị gia, bây giờ bọn trẻ đang ở đây hết, đại gia không có ở đây, hay là chúng ta thả bọn trẻ cho chúng về nhà đi. Bọn trẻ còn nhỏ, hành động chậm chạp, ta lo chưa đi đến nửa đường đã bị đại ca đuổi kịp rồi. Nếu như chúng ta có đánh nhau, hay chúng ta không bảo vệ hết được bọn chúng như vậy đâu. Ta có thể giúp ngươi. Yên tâm, chỉ có mình ta theo đến đây thôi. Suốt đường ta đi âm thầm theo dõi, phát hiện các ngươi
có lòng muốn giúp những đứa trẻ này, nhưng lại không dám chắc chắn. Bây giờ biết rõ ngươi thật lòng muốn giúp cho bọn trẻ thoát khỏi chỗ này mới dám xuất hiện. Lâm Hòa đã quay về báo tin rồi, diện binh chắc cũng đang trên đường đến đây. Hãy dẫn bọn trẻ đi hợp nhất với diện binh, như vậy sẽ an toàn không cần lo nữa. Hãy tranh thủ đi, đừng do dự nữa. Được, vậy thì phiền đại nhân cùng thuộc hạ của tôi hộ tống bọn trẻ rời khỏi đây. Bây giờ tôi đi tìm đại ca tôi, cố gắng trì hoãn, tranh thủ thời gian cho ngài. Đại nhân, mời. Được. Với bộ đầu. Đại nhân, thật ra Ngũ Phong Lâm còn bao xa nữa? Bảo không xa đại nhân, chỗ này đã là bên ngoài của Ngũ Phong Lâm rồi. Vậy sao? Vậy thì nhanh lên, nhanh. Dạ. Lên, nhanh lên. Nhanh, 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 nhanh. Cứu, cứu tụi với. Hả? À, có người. Cứu gì vậy? Là ai vậy trời? À, đây là Lâm Đại Phú mà. Lâm Hoa, sao ngươi lại bị thương nặng vậy hả? Bọn trẻ chúng đang ở trong Ngũ Phong Lâm, hả? Còn nguy hiểm vào bất cứ lúc nào. Ngô đại nhân, để lại ký hiệu chuyên dùng của quan phủ trên đường đi, mau đi cứu bọn trẻ đi. Hả? Lâm Hoa, Lâm đại phu, Lâm đại phu. Đồ đệ, võ công ngươi cao cường, ngươi đi cứu bọn trẻ, ta trị thương cho hắn hả? Ừ. Dương bổ đầu, có tin chức. Và mấy người bọn ngươi đi theo ta. Dạ. Sẵn sàng. Đi, đi, nhảy lên, nhảy lên. Nè nè, diêu diêu diêu. Dạ. Cẩn thận nha. Từ từ thôi. Trời ơi. Nhìn lên, các con đi theo sau ta. Đi về hướng này, đừng đi lạc nha. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Bỏ theo sau. Nhìn, đi theo ta. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Đừng để bị lạc nha. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Một đứa cũng đừng hòng thoát. Qua bên cạnh thúc thúc đi. Nhanh lên nào, ta phía sau đi. Phi, ta đồng ý đền mạng cho vợ con của ngươi. Ngươi làm ơn tha cho bọn trẻ vô tội này được không? Hai kẻ thù đáng chết nhất lại không chết, chỉ giết ngươi thôi, đâu thể trút được hết nỗi hận trong lòng ta. Thành Văn à, con qua đây. Dạ. Thành Văn, nam tử hán đại trượng phu, phạm lỗi rồi thì còn phải can đảm nhận lỗi, gánh vác hậu quả, không thể liên lụy người khác. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu. Giang Phi, bây giờ ta đồng ý dẫn theo con của mình, mạng của hai cha con ta đền mạng cho hai vợ con ngươi, như vậy được rồi chứ? Thái Hồng, Tiểu Bảo, giờ ta sẽ trả thù cho hai mẹ con của nàng. Ra tay. Nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, tại sao để làm vậy? Tại sao để làm vậy? Tại sao để làm vậy? Nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, đại ca, đệ, đệ được quên nuôi nâng ở trong lòng đệ, luôn kính trọng huynh như cha. Sao để có thể trơ mắt đứng nhìn huynh phạm phải đại tội giết người như vậy? Tại sao để ngốc như vậy? Tại sao để ngốc như vậy? Hả? Tại sao? Tại sao để ngốc như vậy? Đại ca từ nhỏ đã rất thương đệ, đại ca cũng không muốn đệ bị bất cứ tổn thương nào. Nhị đệ, đại ca, đệ xin huynh thương đệ thêm lần nữa, hứa về đệ đừng trả thù nữa. Không được. Đừng để cho cha mẹ đã qua đời không được yên nghỉ, đừng để cho đại tổ đệ kính trọng nhất
và đưa cháu đệ thương nhất. Chứ chết rồi còn phải gánh vác tội nghiệp. Gì đây? Để cầu xin huynh đại ca. Để xin huynh. Được. Đại ca hứa với đệ. Đại ca hứa với đệ. Nhị đệ, đệ nhất định phải cố lên. Nhị đệ. Đại ca. Nhị đệ. Nhị đệ. Nhị đệ. Đệ tỉnh lại đi nhị đệ. Nhị đệ. Đệ tỉnh lại đi. Nhị đệ. Nhị đệ tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đại ca hứa với đệ rồi. Ta đã hứa với đệ rồi. Ta đã hứa với đệ rồi mà. Nhị đệ. Đa tạ mọi người. Đa tạ. Đa tạ bà con dân làng. Đa tạ. Lập đại phu, vết thương của ngài lành chưa? Được sự chữa trị của ngài, thảo dân đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Lập đại phu, người cố gắng tìm tòi y thuật tổ truyền của nhà ta ha. Lần sau khi chúng ta gặp mặt nhau, ta phải thử y thuật của nhà ngươi đó. Thảo dân sẽ cố gắng nghiên cứu, tuyệt đối không dám buông lỏng. Đại nhân khắc khe quá. Lão trương. Khâm sai đại nhân. Ai ơi, ông có đứa con vậy đúng là hạnh phúc ghê à. Ta hả, thương nó nhất đó. Từng tuổi này làm người dẫn đầu cũng ra vẻ lắm đó nghe. Phải dung mốt cho tốt, sau này chắc chắn rất có tiền đồ ha. Đa tạ lời vàng ngọc của Khâm sai đại nhân. Lời vàng cây gì? À đúng rồi, bánh ba ông làm á, đúng là ngon bá cháy. Còn bánh bao của ngũ vị này nữa. Vậy sau này tôi đổi tên thành bánh bao lục vị nha. Ừ, được, thêm một vị. Thôi được rồi, bảo trọng nghe, bảo trọng. Trời ơi, mấy đứa nhóc này. Chào con trai đại nhân. Chào con trai đại nhân. Chào. Bánh bao lục vị à? Ngô đại nhân. Khâm sai đại nhân. Sau khi bổ Khâm sai rời khỏi đây rồi, ông đó đừng để tấm bản tạm thời không có xử án nha. Chuyện này muốn để thì để, khai trương mỗi ngày. Nhưng rồi quyện nha không mở cửa mỗi ngày thì làm sao có việc để cho ba tánh vô để mà xử đây. Phải rồi. Ngươi làm sao là một ông quan tốt yêu dân như con vậy đó ha. Hạ quan xin ghi nhớ, Hạ quan chắc chắn sẽ hết lòng làm việc cho bá tánh. Làm cho tốt. Ông vốn dĩ là một ông quan yêu dân như con. Nhưng mà bổ Khâm sai đại nhân ghét nhất là uống rượu. Mà ông chịu rủ ta. Đại nhân, Khâm sai đại nhân sắp rời khỏi đây. Mời các bà con cùng nhau khấu tạ ơn nghĩa của Khâm sai đại nhân đối với mọi người. Đây là chuyện nên làm. Bà con ơi, Khâm sai đại nhân đối với làng Ngô Đồng ơn sâu nghĩa nặng. Xin nhận một lạy của bá tánh làng Ngô Đồng này được không? Nhìn thấy chưa? Đây gọi là người người cùng dõi theo, rất được lòng dân. Quốc chủ cũng chưa chắc bằng ta đâu đó kìa. Đúng vậy. Ngủ gì ca đừng đắc chí nữa. Mong kêu mọi người đứng lên đi. À đúng rồi, quên. À, đứng lên. À, tất cả đứng lên. Đa tạ Khâm sai đại nhân. Chú bà. Sao con không thấy Ngọc Đình và Thiếu Lan vậy? Chúng đi đâu rồi? Khâm sai đại nhân, hai đứa nó không muốn ngài rời khỏi đây, sợ đến đây gặp rồi sẽ khóc. Vậy cho nên không dám những đến. Những cảnh giả từ này
Đúng là dễ rớt nước mắt. Đúng vậy. Sau khi bà về nhà, giúp con an ủi chúng nhiều chút nha. Tôi sẽ an ủi Khâm Sai đại nhân. Ngài hãy bảo trọng. Bảo trọng. Khâm Sai đại nhân bảo trọng. Tất cả mau tập hợp. Đến đây, đến đây. Bên này. Đến đây. Đến đây. Các con là niềm hy vọng của làng Ngô Đồng này. Cũng mãi mãi là bạn tốt của ta. Vua trẻ con ta nhất định sẽ quay lại thăm các con ha. Đa tạ vua trẻ con đã cứu chúng ta. Cúi chào. Đa tạ vua trẻ con. Đa tạ vua trẻ con. Giỏi lắm. Một đám trẻ đáng yêu như vậy thật khiến ta không muốn đi chút nào. Ngài không nỡ như vậy thì ở lại thêm vài ngày đi. Nếu kéo ta, ta sợ ta ở lại mà không đi nữa. Thôi đi nào. Các con ơi, bảo trọng nha. Bảo Khâm Sai đại nhân đi đây. Cung tiễn Khâm Sai đại nhân. 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 Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Khâm Sai đại nhân. Hẹn gặp lại chúc Khâm Sai đại nhân vẫn được phương vô. Hẹn gặp lại Khâm Sai đại nhân. Hẹn gặp lại. Chúc thủy luồng xuôi gió. Khâm Sai đại nhân. Bảo trọng nha. Đi đường bình an. Lên đường bình an. Hey, ta làm cho tất cả bà con của làng Ngô Đồng không còn mê tín sợ ma, hơn nữa cảm thấy hình như bản thân ta không còn sợ ma nữa. Nè, vậy sao? Vậy có cần muội tìm cơ hội giả ma hù dọa huynh thử xem hay không? Ê, không có cần đâu. Muội đó, nếu như thấy rảnh không có gì làm thì hãy tính giùm huynh đi. Công lao lần này của huynh lớn cỡ nào hả? Nghe rõ nè, có câu cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Cũng có nghĩa là đã xây được tòa tháp 7 tầng, lần này ta đã cứu được tất cả người lớn và trẻ con trong làng Ngô Đồng nhiều mạng người như vậy. Chà, vì cái tháp mà ta xây chẳng phải tuốt luốt trời trời hay sao? Tiêu rồi. Đồ đại ơi, công lao của ta thật sự nó quá lớn. Nếu ta không nói rõ với quốc chủ đó nghe, lỡ quốc chủ ban thưởng ta ít xịu, vậy ta lỗ nặng luôn rồi. Ngủ gì? Hả? Quốc gia có chế độ thưởng phạt nhất định. Tất cả những gì ông làm, quốc chủ ngài đều biết rất rõ mười mươi hết. Tuyệt đối không ban thưởng ít cho ông đâu. Hả? Vậy thì tốt. Ủa, không đúng. Công cao lớn chủ này là đại kỵ của người làm bề tôi. Công lao của ta cũng cao tuốt luốt rồi, chắc quốc chủ không ghen tị với ta, đem ta đi. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Ta làm gì tôi cũng chỉ không biết nữa. Giờ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ngũ Dĩ Ca. Hả? Huynh đó, huynh cứ yên tâm. Làm việc tốt của huynh đi. Tại sao? Đương kim quốc chủ là một quân vương thánh minh hiền đức. Lòng độ lượng của ngài như là một biển cả, có thể chứa cả trăm sông. Có một bề tôi tốt như huynh, ngày mưa còn không kịp nữa là. Có thật không? Mùa đâu có quay quốc chủ đâu, đừng có bậy để lừa huynh nha. Mùa muốn hạ chết huynh hả? Quốc chủ phong huynh làm thái y, điều này chứng tỏ ngài là quân chủ tài đức sáng suốt yêu nhân tài. Đúng vậy. Nói cũng đúng. Quốc chủ cũng rất có con mắt tinh tường, trọng dụng một nhân tài hiếm có như huynh đây. Lòng độ lượng chắc cũng sẽ không tệ đến đâu đâu ha. Ê, sang sang à, nghe xong như lời mụ nói, huynh thấy yên tâm hơn nhiều. Trong hai người đó nha, vẫn là mụ chu đáo quan tâm đến huynh nhất đó. Dạ. Là vậy. Những đứa trẻ trong làng Ngô Đồng hai người coi đáng yêu biết bao ha. Sang sang, có câu trai lớn lấy vợ,
gái lớn gả chồng. Huynh đây cũng không còn nhỏ nữa. Chỉ có chúng ta cũng nên tổ chức cho nó sớm một chút đi. Sinh ra mấy đứa con đáng yêu để cho cha huynh cũng có cháu để mà ẵm bồng ha. Ý muội sao? Hả? Sáng sáng ở đâu rồi? Sáng sáng. Trời ơi, khó khăn lắm mình mới lấy được can đảm nói hết tâm sự của huynh. Mụi cũng không chịu nghe, là quay đầu bỏ đi là sao? Trời. Ai? Đừng có giả ma giả quỷ nghe. Ta là đại anh hùng chuyên môn diệt ma. Đừng có kêu nữa, đợi ông đi cùng là được chứ gì. Trời ơi, cứu ta với. Cứu thi. Trời nhát gan. Của chị Thúc Thúc là tụi con. Vô trẻ con, tụi con cố tình giả cương thi cho Thúc ngạc nhiên đó. Để cho Thúc biết tụi con không còn sợ ma nữa. Không ngờ Thúc lại sợ tới như vậy. Ta hả? Ta mà sợ ma sao? Ta cố ý phối hợp với hai con, ta giỡn với hai con vui thôi, làm gì sợ được. Vui trẻ con, Thúc giỏi thật, Thúc gạt luôn cả tụi con luôn. Ta cũng thắc mắc nha, tại sao lại nỡ không cùng một người đến tiễn ta chứ? Hả? Thì ra hai đứa muốn cho ta một sự ngạc nhiên đây. Đà tạ hai con nha. Nhưng mà hai con đi một đoạn đường xa như vậy, ở nhà bà sẽ rất lo lắng đó. Hai con về đây. Không có sao, bà của tụi con đang ở phía trước đợi tụi con về đó. Là thật đó. Thật sao? Là thật mà. Trời ơi, bà của hai con giả giờ cũng hay thiệt. Khi tiễn ta lên đường ở trước mặt ta, không hề lộ tẩy gì hết. Cho nên bây giờ huynh mới biết gần cả già càng cay chứ gì. Thì đúng vậy, đúng là rất lợi hại. Lợi hại và lợi hại. Hay đứa nhóc này nè, hù ta hả? Bây giờ con hết sợ ma chưa? Hết sợ rồi. Vậy còn con? Không sợ. Con hết sợ rồi? Dạ phải. Tỷ con hết sợ rồi? Ta cũng hết sợ luôn. Chúng ta đều hết sợ ma. Phải đó. Người quỳ dưới công đường, hãy nói rõ họ tên. Dân phụ Giả Phương Thị. Mẹ. Hả? Mẹ mau đứng lên đi. Hả? Đại nhân ở đây, dân phụ đâu dám vô lễ. Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ mau đứng lên đi. Dạ phải. Là phu nhân à, bà đứng lên đi. Mời bà đứng lên. Mẹ đừng làm con tổn thọ mà mẹ. Đại nhân là huyện thái gia, là quan phụ mẫu của bá tánh. Dân phụ muốn kêu quan, quyền với quan phụ mẫu cũng là lý lẽ chính đáng thôi. Mẹ, mời mẹ theo con vào nội sảnh uống trà. Chuyện nhà của mẹ con chúng ta, mẹ, hai mẹ con nói riêng ha. Dân phụ đến đây đánh trống kêu oan, xin đại nhân xử án công bằng. Vậy ngài phải chủ trì công bằng cho dân phụ. Được, được. Nếu mẹ kiên quyết như vậy, mẹ có nỗi oan gì, xin mẹ cứ nói ra. Dân phụ muốn kiện một người bất trung bất hiếu. Cái gì? Một người bất trung bất hiếu? Đúng. Dân phụ kiện một người bất trung bất hiếu. Xin hỏi đại nhân, người bất trung bất hiếu này đáng tội gì? Nếu điều tra tội chứng xác thực, người bất trung bất hiếu nhẹ thì bị nhốt vài năm làm lao dịch, nặng thì đầy ra biên giới, mãi mãi không được trở về, thậm chí là xử tử. Được. Vậy xin đại nhân xử phạt theo quốc pháp. Người bất trung bất hiếu dân phụ muốn kiện chính là đại nhân Giả Phú Quý. Mẹ, mẹ muốn kiện con. Đúng, mẹ chính là kiện con. Mẹ à,
Đây là chúng công đường, mẹ đừng đùa với con nữa. Con biết là gần đây bận rộn với công vụ, đã lâu không về thăm mẹ. Nhưng mà mẹ dù có bất mãn với con đến đâu cũng không thể đến công đường kiện con được. Mẹ cũng phải nghĩ đến thể diện thân là quan phụ mẫu địa phương của con chứ. Thể diện? Vậy mà con cũng dám nói ra được? Con còn mặt mũi làm quan phụ mẫu của bá tánh sao? Mẹ thân là mẹ con nhưng lại không biết dạy con mình. Mẹ cũng là người có tội. Mẹ à, đây là công đường, tại sao mẹ? Mẹ biết đây là công đường, mẹ phải nói thật lớn tiếng để cho tất cả bá tánh trong huyện Vĩnh Định đều biết chuyện này. Được, nếu mẹ muốn kiện con, mẹ nói con bất trung bất hiếu. Vậy con bất hiếu ở chỗ nào, mẹ nói đi. Được, con muốn nghe thì mẹ sẽ kể hết toàn bộ. Mẹ phải kể hết tội danh bất trung bất hiếu của con cho mọi người nghe. Đợi mẹ kể hết mọi tội danh rồi, mẹ sẽ cùng con chịu sự trừng phạt của quốc pháp. Mẹ im đi, mẹ im đi. Con có mau mời lão phu nhân về nhà. Con... lão phu nhân, đứng lên đi. Bà làm cho đại nhân đứng đó. Bà không thấy làm vậy là đau lòng quá ta sao? Đâu chỉ đau lòng không thôi. Lòng ta đã bị tên nghịch tử này làm cho tan nát từ lâu rồi. Nếu ngày nào nó không biết hối cải, ta nhất định phải kiện nó. Ta phải kiện nó tới cùng. Mẹ, đúng là quá đáng mà. Công đường không phải là nơi để mẹ vô cớ gây rối đâu. Mau mời lão phu nhân về nhà về nhá. Ta phải kiện ngươi. Mời bà về nhà cho. Lão phu nhân à, người không xứng là Nguyễn Thái Gia. Đi. Người không xứng là quan phụ mẫu. Người là đứa tự tử bất trung bất hiếu. Về nhà thôi. Ta phải kiện ngươi. Lão phu nhân à, người không xứng là quan phụ mẫu. Mời bà về nhà cho. Người không xứng. Bà về thông thả nha. Ta phải kiện nó. Ta phải kiện nó. Lão phu nhân à, lão phu nhân à, nếu bà không phải là mẹ của đại nhân á, bà bị đánh từ lâu rồi. Lão phu nhân, đừng mà. Đừng có đánh mà. Trời ơi, lão phu nhân à, đừng có đánh mà. Thả ta ra. Lão phu nhân, ta phải trừng nghịch tử đại nhân bất tạo đó. Lão phu nhân, ta phải kiện nó. Lão phu nhân à, thả ta ra. Lão phu nhân, bà nghe tôi nói đi. Thả ta ra. Bà về nhà đi. Là con ruột của bà mà. Về nhà đi. Nó không xứng. Bà về nhà đi. Về nhà đi. Bà đi thông thả nha. Bà đi thông thả. Vô. Nó không xứng làm Nguyễn Thái Gia. Nó không xứng làm quan phụ mẫu. Cẩn thận. Nó không xứng làm Nguyễn Thái Gia. Nó không xứng làm quan phụ mẫu. Nó không xứng làm Nguyễn Thái Gia. Thế nào rồi? Hả? Lão phu nhân tức giận quá nên xỉu rồi. Thế nào rồi? Lão phu nhân không sao chứ? À, không sao. Thuốc hốt rồi, cũng sắc rồi, cũng uống luôn rồi. Giờ sang sang đang chăm nom cho bà ấy. Trên đời sao lại có chuyện mẹ ruột đi kiện con của mình chứ? Hơn nữa người con này là Nguyễn Thái Gia nữa. Đúng vậy, ta cũng bó chân luôn. Đã nói món ăn đến đây. Ta cũng đói rồi. Sườn heo chua ngọt. Thịt xào ớt xanh. Thịt dê thái lát. Ngon. Khách quan, món ăn đầy đủ. Mời tự nhiên. Được. Hai vị khách quan, có chuyện này có thể thương lượng với hai vị không? Có chuyện gì? Chính là phòng khách phía sau, bà mẹ của Nguyễn Thái Gia đó đợi bà ấy tỉnh rồi, có thể mời bà ấy rời khỏi quán này không? Vậy mẹ của Nguyễn Thái Gia, bà ấy đang bệnh mà. Trời ơi, khách quan à, chính vì bà ấy đang bệnh, ông nói nếu lỡ bà ấy có xảy ra chuyện gì, vậy quán chúng tôi phải đóng cửa nghỉ bán rồi. Tự nhiên ca cho hỏi anh chút nha. À, sao ta cảm thấy ngươi rất sợ Nguyễn Thái Gia thì phải. Khách quan à, đâu có đâu. Tiểu nhị ca, ngươi có thể cho ta biết hả? Quyền lệnh đại nhân ở huyện này có cần chính yêu dân hay không? Tạm. Ê, khoan đi đã. Ngươi nói tạm. Nghĩa là sao? Chuyện này, khách quan à, hai vị mau dùng bữa đi, tôi đi làm việc nha. Ê, đã.
Làm gì? Cả quán này chỉ có hai bọn ta mà thôi. Ta thấy người mau nói ra thì hơn ha. Đây. Nhìn thấy chưa? Ngân lượng này là thật đó nha. Bọn ta nghe cũng phải nghe nói thật ha. Thôi được, nếu như ngươi bận rộn như vậy thì ngươi làm việc ngươi đi. Được, tôi sẽ kể hai vị nghe. Nhưng những gì hôm nay tôi kể á, hai vị phải giữ bí mật nha, tuyệt đối không được truyền ra ngoài á. Biết rồi, chuyện ngươi kể bọn ta tuyệt đối không truyền ra ngoài đâu. Chuyện này phải bắt đầu kể từ đầu. À, huyện Vĩnh Định của chúng tôi ngày xưa chưa ai từng được làm quan hết. À, cho đến khi vào mấy năm trước, đứa con thứ hai của Giả Gia giành được cử nhân hạng nhất trong cuộc thi hương. Vậy là tài quá rồi. Càng khiến người ta cảm động là đứa con thứ hai của Giả Gia từ bỏ cơ hội lên kinh thành tham gia hội thi, yêu cầu thẳng về quê nhà mình làm huyện lệnh, nói là đền đáp quê nhà. Bộ chuyện này cảm động lắm hay sao? Cũng bình thường thôi. Tôi cũng thấy vậy. À, lúc đó bà con trong làng đều tưởng con thứ hai của Giả Gia vì đền đáp quê nhà mới từ bỏ cơ hội lên kinh thành làm quan lớn. Bà con ai nấy đều rất cảm động, cho nên con thứ hai của Giả Gia về quê nhậm chức, bà con ai nấy đều chào đón nồng nhiệt. Tốt, mọi người tưởng có được cuộc sống êm đềm rồi. Nhưng mà cái gì, kể tiếp đi ha. Nhưng Giả đại nhân vừa nhậm chức, năm nào cũng tăng thuế, có khi hả một năm tăng hai lần lận á. Hai lần phải hả? Trời ơi, đáng lẽ quán của chúng tôi buôn bán cũng đắt lắm. Ừ, nhưng mà bởi vì thuế má quá nhiều rồi, ai nấy cũng đều chỉ lo kiếm tiền nộp thuế, không có thời gian, không có tiền đến quán chúng tôi nữa. Hai lần. Ừ, trên đời có ai tăng thuế dữ vậy trời. Ê, ừ, chẳng lẽ ông ta muốn đứng giữa kiếm lợi? Ê, trời ơi, câu này là tự ông nói đó nha. Tôi không nói gì hết à. Được, là ta nói, Ừ, Người đâu? Ê, giờ rồi hả? Ê, sao? Lão phu nhân đâu? Mụ đi đổ thuốc đã sắc xong ra chén cho lão phu nhân. Sao chỉ trong thoáng chốc là không thấy? Lão phu nhân đâu rồi ta? Sau khi lão phu nhân tỉnh lại có nói gì với mụ không? Ê, vậy mụ có hỏi bà ấy tại sao phải kiện con mình không? Có hỏi, bà ấy không chịu nói, cũng không trả lời mụ. Lạ thiệt à. Bà đi đâu vậy cả? Sao không nói tiếng nào vậy cả? Chúng ta phải tìm được bà ấy. Nếu như ta đoán không sai, trong lòng của bà ấy còn giấu rất nhiều chuyện. Đứa nghịch tử này nó làm ta thất vọng quá. Mẹ, mẹ đừng kiện nhị ca nữa, mất công ảnh hưởng tới sức khỏe. Suốt khoảng thời gian này mẹ đã khuyên nó hết lời, nhưng nó vẫn không biết hối cải. Hổ dữ không băng thịt con. Mẹ cũng là vì không còn cách nào khác mới đi kiện đứa con ruột thịt của mình. Bây giờ lòng mẹ nó đau như là dao cắt vậy. Mẹ, thật là khó xử cho mẹ. Giả Gia chúng ta sao lại có một đứa con ích kỷ vì tư lợi như vậy chứ? Mẹ có lỗi với liệt tổ liệt tông của Giả Gia, mẹ có lỗi với các dân làng đang chịu khổ. Mẹ, kiện cũng đã kiện rồi, giờ chỉ còn có thể cầu xin nhị ca sớm ngày ăn năn hối cải. Không, không thể nào, không có chuyện đó đâu. Ở trong mắt nó chỉ có công danh và phú quý của nó, nó hoàn toàn không màng đến sự sống chết của người khác. Mẹ, mẹ, mẹ muốn làm gì? Tránh ra. Mẹ đừng làm vậy mà. Mẹ làm vậy sẽ làm đất khí phú quý của chị ca. Mẹ à, đừng mà.
là muốn chặt đi cây hoa quế này, chặt đứt khí phú quý của nó. Nó càng phú quý càng có quyền thế thì cả nhà mình và bá tánh sẽ càng cực khổ hơn. Mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, cái đời nguyện vọng lớn nhất của mẹ và người cha đã mất chính là mong được nhìn thấy nhị ca thân qua tiên chất, có thể làm rạng danh tổ tiên của gia gia chúng mẹ ta. Mẹ không cần, mẹ không hy vọng ở nhị ca của ông nữa. Bây giờ mẹ chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm. Đừng mà mẹ à. Lão phu nhân, lão phu nhân mẹ à, bà bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mà lão phu nhân. Bạch cô nương, cô đừng cám tôi. Mẹ à, lão phu nhân, mẹ, lão phu nhân à, mẹ, lão phu nhân, mẹ à, lão phu nhân, mẹ, lão phu nhân. Thỉnh ơi, không có gì đâu. Đa tạ. Mẹ, mẹ làm con hết hồn. Là Đinh Đại Phu đã cứu mẹ đó. Ở ngoài cổng huyện nha là lần thứ nhất, ở đây là lần thứ hai, mong là không có lần thứ ba ha. Đại Phu, tại sao cậu cứu tôi nhiều lần như vậy? Sao cậu không để tôi chết đi cho rồi? Tôi sống nhìn con tôi tạo nghiệt, sống như vậy còn đau khổ khó chịu hơn là chết đó. Lão phu nhân, cho dù thế nào quyền đại nhân cũng là con của bà, không lẽ y làm gì khiến bà thất vọng vô cùng, khiến bà phải kiện y cho bằng được? Thất vọng? Không chỉ thất vọng thôi đâu, tôi không biết tại sao nó lại trở nên như vậy nữa. Tôi sinh ra đứa con không phải như vậy, nó không phải là người mà. Một người có thể làm quyền lệnh như y, sao lại có thể tồi tệ như là bà đã nói? Tôi biết phú quý là quyền lệnh của huyện Vĩnh Định, có kiện nó như thế nào cũng vô ích. Nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng, hy vọng nó còn có chút lương tâm, cứu người đại ca của nó bị người ta vu oan sắp bị hành quyết. Chuyện này thì ra mà đi kiện người con thứ hai quyền lệnh là vì muốn cứu đứa con lớn sắp bị hành quyết. Đáng tiếc nó không mấy may động lòng. Bây giờ nó đã là người quyền quý rồi, cho dù tôi có kiện đến tri huyện Nha Môn cũng vô ích, không ai làm được gì nó, cũng không ai có thể giải oan cho đứa con lớn của tôi. Nếu nói quen người quyền quý ha, tôi cũng quen nhiều lắm chứ. Hơn nữa một trong số đó có một vị rất quý nữa là đằng khác kìa. Tôi không nói ra cho bà biết đâu, sợ bà nghe xong hú hồn. Bà nói đi, bà hãy kể hết toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe. Nếu như con trai lớn của bà đã bị hàm oan thiệt, tôi bảo đảm chắc chắn sẽ cứu con bà ra. Vậy không tin hả? Hay là không muốn cứu con trai lớn của bà? Nhưng mà không muốn cứu thì thôi, chúng tôi về đây. Trời, xin ân nhân dừng bước, ân nhân dừng bước. Nếu như cậu thật sự cứu được con lớn của tôi, mẹ con tôi nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn cậu. Chuyện này Được. Thôi được rồi, lão phu nhân bà đứng lên đi, đứng lên đi ha, đứng lên. Lão phu nhân mời ngồi, mời ngồi. Bà muốn cứu con lớn của bà thì bà phải kể hết sự tình cho chúng tôi nghe. Đứa con quyền lĩnh đó của bà, đi bất trung bất hiếu như thế nào? Hai vợ chồng chúng tôi chỉ sinh được một đứa con ruột duy nhất, sau đó đặt tên là Phú Quý. Sau vườn nhà chúng tôi còn trồng một cây hoa quế để tạo khí phú quý cho nó. Chúng tôi hy vọng có được sự may mắn, mong nó đem lại khí phú quý cho nhà, để cho đứa con thứ hai có thể thăng quan tiến chức, phú quý song toàn. Cả nhà chúng tôi ai cũng đều vất vả lo cho nó ăn học. Việc buôn bán đậu hũ do hai vợ chồng chúng tôi và hai đứa con nuôi, đứa lớn Thiêm Đinh và đứa út Hàm Hương cùng quán xuyến. Trước giờ không nỡ cho Phú Quý làm chuyện gì, nhưng thật không ngờ lại khiến nó trở thành một đứa ích kỷ, không màng đến sự sống chết của người khác. Sau khi nó thi đỗ cử nhân về làng làm huyện lệnh, lại tăng thuế mỗi năm làm khổ bá tánh trong làng, trị an bại hoại, nó cũng bỏ mặc không lo. Nó hổ thẹn với sự trọng dụng của triều đình thì đó là bất trung. Đúng vậy, đứa con tồi tệ đó của bà là những chuyện xấu xa đó. Chúng tôi không những đã nghe kể mà còn tận mắt chứng kiến nữa kìa.
Vậy hai chữ bất hiếu thì sao? Đứa con lớn chúng tôi nhận nuôi Thiêm Đinh từ nhỏ đã biết trả ơn, lại biết chăm sóc đệ đệ, suốt ngày quần quật với công việc buôn bán đậu hũ, chưa bao giờ làm những chuyện phạm pháp. Nhưng bây giờ lại bị Vu Quan là giết người cướp của, độc chết mệnh quan triều đình. Giết hại mệnh quan triều đình, đây là tội tử đó nha. Nhưng mà phú quý nó làm quyền lệnh, không những không giải quan cho đại ca mà còn phán xử đại ca nó tội xử trảm nữa, khiến cho cha nó tức giận qua đời. Hả? Mẹ, sao tôi lại có đứa con bất hiếu như vậy chứ? Cái này không phải là bất hiếu rồi, mà là quá bất nhân. Cho nên bà phải tức đến muốn chặt bỏ cái hoa quế đó, muốn chặt đứt giận thế quy. Mà việc chặt nó, tôi còn làm được gì nữa? Tôi còn làm được gì nữa? Là phu nhân, bà đừng nên buồn phiền nữa. Có lẽ chúng tôi có thể giúp được bà. Cứ để tên giả quyền lệnh đó tiếp tục làm càn nữa, bá tánh của quyền Vĩnh Định nghỉ sống luôn. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Mà vị đại nhân xin dừng bước. Còn chuyện gì quên nói, cô nói luôn đi, để ta tính sổ với hắn ta một lượt luôn. Vừa rồi mẹ tôi ở đây, tôi không dám nói những lời này vì sợ mẹ tôi đau lòng. Nói đi. Xin ba vị đại nhân đừng xen vào chuyện này. Nà, chẳng lẽ cô không muốn cứu đại ca cô sao? Không, tôi tất nhiên muốn cứu đại ca rồi. Nhưng mà tôi thật sự không muốn đứng nhìn ba vị đại nhân rước quả vào thân. Ba vị đâu không là vị ca tôi đâu. Vợ của huynh ấy là dương muội của quốc chủ, Khởi La quận chúa. Còn nhạc phụ là dương thúc của quốc chủ. Hả? Là phúc dân gia từng một thời quyền thế. Ân cứu mẹ tôi của ba vị ân nhân, Hàm Hương xin ghi nhớ. Mong là sau này có cơ hội đền đáp ân nghĩa. Xin ba vị ân nhân mau rời khỏi huyện Vĩnh Định này. Điều này cô không cần phải lo nữa. Chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Đời có câu người giỏi còn có người giỏi hơn, tự nhiên sẽ có người trị được những ca hỗn láo đó của cô thôi. Có người này thật sao? Có chứ sao không. Cô cứ chờ xem thì sẽ rõ. Thiên Hữu ca, cách tốt nhất bây giờ chính là trà trộn vào huyện nha, mới có thể điều tra được sự thật của vụ án này. Huynh nghĩ ra cách này. Ở đây ai cũng đều biết Khởi La quận chúa ốm đau nhiều bệnh, trước giờ luôn ở trong nhà. Ông giả giờ phụng chỉ tới đây trị bệnh cho quận chúa bằng thân phận thái y của mình, ông nhất định sẽ được tiếp đãi long trọng, có điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phụng chỉ đến đây để chữa bệnh, địa vị thân phận này cũng cao quý cả Khâm Sai đại nhân đó nha. Được, vậy có thể tìm cơ hội dạy hắn một bài học, trút cơn giận này. Nhưng mà đồ đại ơi, giả truyền thánh chỉ không phải là chuyện giỡn chơi. Ta lo là nếu như quốc chủ mà biết được đậu nằm kế bên mình. Ông đó, tự cho mình là thần y biện thuốc tái thế mà. Chỉ cần ông có thể trị khỏi bệnh cho Khởi La quận chúa rồi, nếu như quốc chủ mà biết được, ngày trọng thưởng còn không kịp nữa đó. Hả? Ta sợ thân phận ta bị vạch trần rồi, quan ấn Khâm Sai còn chưa kịp lấy ra là đầu rơi xuống đất luôn. Vậy thì ông càng khỏi phải lo. Ông vốn dĩ là ngự ban thái y thật mà, có đúng không? Nhưng mà để cho an toàn hơn, đề phòng bất trắc, Sang Sang sẽ đi theo bảo vệ ông. Còn ta sẽ ở lại đây vài ngày, âm thầm điều tra. Chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp. Được. Đúng là quá giống luôn rồi. Cái gì Sạc Sạc ơi, tại sao tại sao phải cải trang quên thành một lão già hả? Bộ thái y không có ai
tuổi trẻ khôi ngô hết hay sao? Quỳnh nói nhỏ thôi. Mỗi mô phỏng cải trang theo tượng vẽ thần y của thời xưa, cải trang như vậy mới xứng với thân phận cao quý của Quỳnh chứ. Hơn nữa, chỉ cần là thần y thì ai cũng đều phải già hết, có biết không? Khởi là quận chúa gia đâu? Tới rồi. Tới rồi kìa. Tới rồi đó. Ở bên trong. Cẩn thận đó. Bình Dương quận chúa Tư Mã Khởi La xin chào Đinh Thái Y. Quận chúa. Quyền lệnh Vĩnh Định giả phú quý. Xin chào Đinh Thái Y. Thánh chỉ do quốc chủ đích thân phái đến, hạ quan đã đọc qua rồi. Quận chúa sức khỏe đau yếu, mời quận chúa an tọa. Nào, cẩn thận. Cẩn thận đấy. Quận chúa xin mở miệng để bổn thái y xem tưa lưỡi của quận chúa. Xong rồi. Bạch Thảo. Dạ. Bạch Mạt. Dạ sư phụ. Quận chúa xin đưa tay cho tôi. Bạch Thảo. Đây. Hít vô. Thở ra. Khởi La quận chúa, cô sinh ra thể chất âm hàn. Trời ơi, từ nhỏ thường xuyên ôm đau bệnh tật, lại hay chóng mặt, ù tai. Mỗi khi những lúc mùa vụ thay đổi, chứng bệnh ho của cô lâu ngày nó tích tụ lại thì sẽ tái phát. Trời ơi, mấy hôm trước bệnh này đã tái phát một lần rồi, cũng may đã uống thuốc kịp thời, nó tạm thời đã được ngăn chặn ha. Đình Thây, ông nói hoàn toàn đúng hết. Bệnh hen của quận chúa một khi tái phát rất đáng sợ nguy hiểm. Không biết rằng thái y có cách nào chữa tận gốc hay không? Im lặng. Nói nhiều ồn quá trời. Dạ. Đúng lộn trời có mắt. Tên này không có người nói giỏi rồi. Đã xong. Quận chúa, ở đây không có người ngoài, bổn thái y cũng xin nói thẳng. Quận chúa sau khi đại hôn đến giờ vẫn chưa có hỷ sự, đó là bởi vì quận chúa mắc phải chứng bệnh vô sinh. Thì ra là chuyện này. Phụ Dương cũng đã phái thái y đến chẩn đoán cho biết Khởi La không thể sinh con đẻ cái cho Phò Mã. Nếu như có thể, Khởi La đồng ý lấy thân phận quận chúa ra đổi, cho dù chỉ sinh được một đứa con để nói giỏi, coi như ta có thể ăn nói với nhà chồng của ta rồi. Khởi La. Quận chúa cũng tội nghiệp quá đi. Cái tên xấu xa này tạo nghiệp, đâu có liên quan gì đến quận chúa. Quận chúa, thật ra quốc chúa thường gọi riêng bổn thái y là thần y. Nếu tôi không có cách chữa trị cho quận chúa thì quốc chủ cũng sẽ không
phái bổn thái y đến đây để làm cái gì? Ha? Đình thái y, chắc quốc phủ không phải ông đến đây nói cho ta mừng chứ? Đúng đúng đúng. Ê, không không không. Bổn thái y chỉ cần chữa bằng cách chăm cứu của tổ truyền thôi, cộng thêm vào bài thuốc bí truyền, nhất định có thể cải thiện thể chất của quận chúa. Nó không chỉ trị được ba bệnh, còn có thể sinh con đẻ cái nữa. Vậy quốc chủ đúng là có mắt biết nhìn nhân tài. Đình thái y đúng là một vị thần y. Vậy bệnh của quận chúa trông cậy vào ông rồi. Sau khi bình phục, ta nhất định xin phụ vương hậu tạ đinh thái y. Làm việc cho quốc chủ tất nhiên phải tận tâm tận lực, không mong đền đáp chi. Sổ sách. Lạ thật, người đó là ai vậy? Sao Đinh Thái Y lại xuất hiện ở Dương phủ? Chẳng lẽ bọn họ có dính líu đến cái chết của nghĩa phụ sao? Ta phải điều tra cho rõ, trả thù cho nghĩa phụ. Thân phận thật sự của tên thái y này lại là Khâm Sai đại nhân. Chẳng lẽ mục đích bọn họ đến đây lần này cũng là để điều tra giả quyền lệnh hay sao? Quỳnh lấy sổ sách thu thuế của Quyền Vĩnh Định so sánh với sổ sách thu thuế của quốc khố. Quyền Vĩnh Định mỗi năm thực thu tiền thuế với con số tiền thuế đã giao nạp cho quốc khố hoàn toàn khớp với nhau. Giả quyền lệnh không hề bỏ túi riêng sao? Ừ. Nhưng thuế má ở đây rất nặng nề, bá tánh sắp chịu không nổi rồi, đây cũng là sự thật. Có khi nào giả quyền lệnh giở trò trên sổ sách hay không? Không, hắn không những không có giở trò trong đề, mà mỗi một điều khoản đều có ghi rõ ràng và tường tận. Tăng thuế trưng thu lương thực, thuế binh khí và ăn gia phí cho các tướng sĩ cũng đều là vì quân đội quốc phòng ở biên ải phía Bắc. Tuy giả quyền lệnh này làm quan bất nhân, thuế má nặng nề, là bá tánh quyền này sống rất cực khổ, nhưng không có chuyện nào là phạm pháp. Xem ra đúng là như những gì giả quyền lệnh đã nói. Siêu cao thuế nặng là vì nước nhà, chúng ta hiểu lầm hắn rồi. Cũng chưa chắc đâu. Quyền lệnh Quyền An Định Thiệu Chính Bình đã bị hại tại nơi này. Thang thừa tướng phát hiện vụ án này có nội tình, hiện giờ đang bí mật điều tra. Sang sang, mùi hãy tiếp tục bí mật điều tra xem giả quyền lệnh có dính dáng trong vụ án này không. Có manh mối gì báo liền cho huynh biết. Dạ. Buôn bán càng ngày càng ế, đã nguyên một ngày rồi cũng không bán được miếng đậu hũ nào.
Trước kia khi nhị ca con chưa làm quan, đồ hủ chúng ta bán đắt như tôm tươi. Con nói sau này chúng ta sống như thế nào đây? Mẹ, bán không được thì để dành tự mình ăn. Lần sau chúng ta bán ít lại là được rồi. Đại nương, đại tẩu, xin rủ lòng thương cho một ít đồ ăn đi. Đưa qua đây. Đa tạ. Từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn đó. Nếu không đủ chỗ này còn nữa mà. Đâu rõ. Tiểu Quỳnh đệ, nè, ngươi cầm nó mua mấy món khác ăn đi hả? Sao vậy tiểu huynh đệ? Ngươi chơi chỗ này ít hả? Gia đình ta cũng không phải khá giả gì. Đại nương, bà hiểu lầm rồi. Tôi có chuyện đến đây tìm bà. Có chuyện đến tìm ta? Tại hạ con nuôi của Thiệu Chính Bình quyền lệnh tiền nhiệm của An Định, Thiệu Cương. Tiểu huynh đệ, quan có đầu, nợ có chủ, nghĩa phụ của ngươi không phải do con trai lớn của ta hại chết đâu. Ngươi... Bà đừng hiểu lầm, tôi không phải đến đây trả thù đâu. Tôi đã điều tra được, nghĩa phụ của tôi ông ấy không phải bị đại công tử của bà hạ độc tử vong. Nếu ngươi đã điều tra được con lớn của ta là bị hàm quan, thì theo ta đến tìm con thứ hai của ta. Nó là quyền lệnh ở đây để nó thả con trai lớn của ta. Ngươi cũng có thể kêu quan dùng nghĩa phụ ngươi. Đúng vậy. Nếu như được, tôi không muốn đến tìm quyền lệnh nơi này. Tôi nghi ngờ ông ấy vì bảo vệ hung thủ đã che giấu sự thật nguyên nhân cái chết của nghĩa phụ tôi. Vậy ý của ngươi muốn nói vị ca của ta biết được ai chính là hung thủ thật sự, cố tình đổ tội cho đại ca ta? Không, không thể nào, không thể nào. Ngươi không được nói bậy. Tuy con thứ hai của ta nó rất ích kỷ, tham vọng giàu sang, nhưng nó tuyệt đối không cố tình hãm hại đại ca của mình. Tôi rất tiếc lại xảy ra chuyện huynh đệ tàn sát lẫn nhau này, nhưng tất cả những chứng cứ tôi đang có đều chứng tỏ giả quyền lệnh biết rõ không báo dính líu trong chuyện này. Đáng tiếc trải qua nhiều ngày bí mật điều tra nhưng vẫn không tìm được tội chứng đủ để cho tôi xuất hiện tố giác y. Mong hai vị có thể tận tình giúp đỡ, cung cấp manh mối giúp tôi điều tra rõ sự thật, tìm ra hung thủ để an ủi vong linh của nghĩa phụ tôi, đồng thời có thể giải oan cho đại công tử của bà. Tiểu huynh đệ, không cần biết chuyện này là thật hay giả, chúng tôi không có chứng cứ gì hết. Người mau đi đi. Vậy nếu để thằng con thứ hai của ta biết được, người sẽ không thoát được đâu. Người đi đi. Tiểu huynh đệ, đi đi nhanh lên. Người mau đi đi. Đi đi đi, đi, đi mau lên. Người đi đi. Đi đi. Trời ơi, ngươi làm gì vậy? Ta không giúp được ngươi đâu. Đúng vậy. Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, xin hai vị nghĩ tình tôi đang rửa sạch nỗi oan cho đại công tử của giả gia, xin hai vị giúp tôi lần này. Vậy đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Đại nhân, thảo dân có quan tình. Biết rồi, biết rồi. Ngươi có quan tình, ở đây nhiều người có quan lắm. Quyền lệnh đại nhân gần đây phải ở bên cạnh quận chúa trị bệnh, không đánh là chuyện không đâu của ngươi đâu. Trừ phi vụ án có liên quan tới mạng người, nếu không toàn bộ đều không xét xử. Đại nhân, làm gì đây? Thảo dân muốn kêu quan cho cái chết quan của Thiệu Chính Bình nguyên là quyền lệnh An Định trước đây. Cái gì? Mưu hại Thiệu quyền lệnh là một người khác à? Vậy chẳng phải bổn quan ngộ phán vụ án, xém chút đã hại chết đại ca của mình rồi sao? Vụ án này không những liên quan đến sự sống chết của đại ca ta, mà còn là vụ án quan trọng giết hại mệnh quan triều đình. Ngươi có chắc chắn không? Hãy bẩm đại nhân, thảo dân hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng từng giúp đỡ những bằng hữu làm quan sai trong quan phủ điều tra vụ án. Mọi nguyên nhân chết điều tra là biết. Thảo dân đã đến huyện An Định mở quan tài xét nghiệm tử thi, chứng minh nghĩa phụ của tôi ông ấy không phải chết vì trúng độc, mà chết vì dưỡng lực.
tim mạch đứt hết. Chuyện này ngươi chắc chắn chứ? Có chuyện này thật sao? Tôi khẳng định tuyệt đối không nữa là gian dối. Các người làm quan sai kiểu gì vậy? Đến cả nguyên nhân cái chết thật sự cũng không điều tra rõ ràng. Các người hạ chết bổn quan rồi. Đại nhân, vụ án này do người khám nghiệm cũ phụ trách. Thật không ngờ trước khi ông ấy cáo lão về quê lại phạm lỗi lầm lớn này. Xin đại nhân khai ân. Xin đại nhân khai ân. Ngươi đừng hòng đẩy hết trách nhiệm vào người khám nghiệm cũ. Bổn quan không tha cho các ngươi đâu. Chuyện này người đâu? Dạ. Bắt Lưu Sư Gia và Đinh Bổ Đầu giam vào đại lao để ngày xét xử. Đây. Bổn quan quản lý không tốt, làm việc bất lực. Thật hổ thẹn với thị huyện lệnh và những người nhà của ông ấy. Bổn quan sẽ nhanh chóng điều tra rõ sự thật, trả lại sự công bằng cho thị huyện lệnh. Khi báo cáo với tri phủ nha môn, bổn quan sẽ tự thỉnh xử phạt. Đại nhân có thể bình thản đối mặt với sự phán xét sai lầm của mình, điều tra lại vụ án minh quan cho nghĩa phụ. Thảo dân lấy làm khâm phục, biết ơn vô cùng. Hung thủ thật sự đổ tội cho đại ca ta, bố cục tỉ mỉ. Rất có thể hắn đã mua chuộc người khám nghiệm cũ này. Và người này nhất định là người giỏi về mưu tính. Chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không lỡ như hung thủ biết được tin này rồi, hắn sẽ diệt sạch tận gốc, giết người diệt khẩu. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Thiệu Cương chưa hề nói với bất cứ ai về quan tình của nghĩa phụ tôi. Vậy thì tốt. Thiệu công tử, vì sự an toàn của ngươi, người tốt nhất tạm thời ở lại trong huyện nha, cho quan sai bảo vệ, đồng thời giúp cho bổn quan phân tích vụ án này, sớm ngày bắt hung thủ trở về quy án để an ủi vong linh của thiệu huyện lệnh. Đa tạ đại nhân. Chỉ cần được minh quan cho nghĩa phụ, thảo dân xin tuân lệnh đại nhân. Tốt. Đại nhân. Đại nhân, hai người đúng là chỉ biết gây rắc rối cho ta. Tại sao các ngươi không châm lửa quả thiêu cái xác của huyện lệnh An Định để lại làm tổ chứng làm gì? Đại nhân à, ngài suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu vô duyên vô cớ quả thiêu cái xác của huyện lệnh An Định chỉ khiến cho người ta nghi ngờ thôi. Nguyên nhân cái chết không đơn giản. Hơn nữa chúng tôi cũng đâu ngờ rằng huyện lệnh An Định này lại có một nghĩa tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Dạ phải. Cứ nắm chắc vụ án đã kết thúc này không buông chứ. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Theo học trò thấy, tên Thiệu Cương này nhất định sẽ ở lại bổn quyện. Nhìn đại nhân xét án thế nào. Không biết đại nhân dự tính làm sao. Ta đã giữ hắn ở lại trong huyện nha rồi. Đại nhân, ta cho các người biết, nếu nguyên nhân chết thực sự của huyện lệnh An Định đồn ra ngoài rồi, hình bộ nghe được tin này nhất định sẽ triển khai điều tra toàn diện. Đến lúc đó chúng ta không ai được yên thân. Cũng may hắn chưa nói với ai về chuyện này. Học trò biết phải làm gì rồi. Ngươi hành sự phải cẩn thận. Dạ. Tuyệt đối không được làm kinh động đến Đinh Thái Y đang ở trong dưỡng tâm các phía sau, nghe rõ chưa? Xin đại nhân cứ yên tâm, bảo đảm không sơ hở chút nào đâu. Đại nhân đúng là diễn hay thật. Bề ngoài cho người bắt ngươi vào đại lao, tối đến lại phải người đến giết ta diệt khẩu. Nếu người muốn sống thì ngoan ngoãn phối hợp với ta, nếu dám cầu cứu thì ngươi trở thành vong hồn giết cây đao này. Dạ. Nói mau, hung thủ thật sự giả quyền lên đao bảo vệ thật ra là ai? Đây, chuyện này, chuyện này là ngươi. Đúng là ta giết. Nhưng ta chỉ phụng lệnh hành sự thân bất do kỷ thôi. Giả quyền là được giết chết nghĩa phụ của ngươi. Nếu như ta không giết, ta sẽ mất mạng đó. Giả đại nhân và nghĩa phụ ta thật ra có thù sâu oán nặng gì mà phải lấy mạng nghĩa phụ ta cho bằng được hả? Gì đây?
Ông làm gì ra tay chậm vậy? Bắt ta chịu tội từ nãy giờ. Nếu như hắn dùng đầu chém xuống thì ta đã chết rồi. Ta phải đợi đến lúc hắn không còn phòng hờ gì nữa mới ra tay. Nếu ta cũng lỗ mãng như nhà ngươi, lỡ như ta cũng thất thủ, ngươi đợi hắn đi giết đại nhân đi. Qua đây. Dạ. Anh đại nhân, người biết rõ Đinh Thái Y hiện đang ở tỉnh Tâm Cát phía sau. Mẹ ta dẫn Hàm Hương đến đây cùng kiện ta. Người không biết tìm cách khuyên họ đi về sao? Đại nhân, ngài không biết đâu. Lão phu nhân bị bệnh nặng, học trò không dám ngăn cản. Trời ơi. Mẹ, mẹ đang bệnh, mẹ mau đứng lên đi. Mẹ theo con vào trong phòng nghỉ ngơi. Con sẽ cho người mời đại phu đến chữa bệnh cho mẹ ha. Đây. Không cần đâu.